Kính thưa bà con hai họ, kính thưa các anh chị là đồng nghiệp, là bạn bè, là người thân của hai gia đình. Qua thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau và được sự đồng thuận của cha mẹ hai bên, hai gia đình chúng tôi đã tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi tại nhà. Và hôm nay tổ chức một buổi tiệc tại địa điểm này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà con hai họ đã sắp xếp thời gian và công việc đến chung vui cùng gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn bà con hai họ và các anh chị. Chúc quý khách mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.